Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức mới. Hãy cùng với mình theo dõi thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày nhé. Người ta đi nước ngoài mua được vài đồng tiền về cho bạn bè là giỏi lắm rồi. Còn tới Somaliland cứ cầm cả bó tiền về phát cho người thân, người quen, rồi cho cả hàng xóm cũng không hết. Thế mới nói, quốc gia này nghèo đến mức người dân chẳng có gì ngoài tiền, đành phải bán tiền để kiếm sống. Và sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Nằm ở phía bắc của lục địa châu Phi, Somaliland là một quốc gia không có trên bất cứ bản đồ thế giới nào, đơn giản vì nó không được quốc tế công nhận, dù đã công bố độc lập từ năm 1991, và người ta vẫn chỉ coi đó là một khu tự trị của Somalia. Tuy nhiên, ở Somaliland có một điều đặc biệt mà chắc có tìm mỏi mắt bạn cũng không tìm thấy ở đâu khác trên thế giới. Những khu chợ đổi tiền mà người dân chất tiền thành đống để bán buôn, dễ mua chẳng kém gì thịt cá. Tiền chất thành bó, mua cả cân, cả tấn cũng được, chứ chẳng ai bán lẻ vài tờ. Tiền chất trên xe tải, trên xe để cút kít, phức thành đống trên những tấm bạc rồi được người dân rao như rao hàng. Ở đây tiền nhiều đến mức khéo có rơi phải vài đồng ra đất cũng chẳng ai quan tâm lắm. Kinh tế của Somalia chủ yếu dựa vào nông nghiệp và khai khoáng. Ngoài ra có một lượng lớn tiền được đổ về từ những người Somaliland sống tại nước ngoài. Do gặp phải những bất ổn về chính trị và không được thừa nhận là một quốc gia hợp pháp, nên kinh tế Somaliland cũng bị ảnh hưởng nhiều với bất động, biến động lớn. Tại quốc gia không chính thức này, đồng tiền chính là đồng shilling Somaliland. Tuy nhiên, vấn đề đối với shilling Somaliland là nó không được quốc tế công nhận, cũng như không có tỷ giá hối đoái chính thức. Chính vì vậy, đồng tiền Somaliland chẳng có mấy giá trị, nên người dân chỉ muốn bán bớt để đổi lấy ngoại tệ. Giá trị của đồng tiền shilling thấp đến mức người dân bán cả tiền cả cân chứ không chỉ đổi tiền theo cách thông thường. Do lo ngại tiền không có giá trị, nên đa phần mọi người đều muốn trữ ngoại tệ chứ không phải đồng tiền địa phương. Người dân ở Somaliland có hoạt động đổi tiền rất độc đáo mà chắc chắn những quy luật tiền tệ cũng phải chào thua. Điều đến Somaliland đừng bỏ qua ngôi chợ Hakeisa, khu chợ buôn bán tiền duy nhất trên thế giới. Đồng tiền phổ biến tại quốc gia này là 1.000 shilling, tương đương với khoảng 14 cent. Chính vì thế, nếu bạn muốn đổi được 100 đô la Mỹ thì chắc mang cả bao tải đến mà cầm tiền về, chứ không phải như thông thường. Người bán tiền ở đây sẽ trao đổi đủ loại tiền cho khách miễn là ngoại tệ. Phổ biến nhất là đồng đô la Mỹ. Hoạt động bán tiền ở đây nhộn nhịp tới mức người ta còn phí nói như phố cô của Mỹ. Trông thế thôi nhưng mọi thứ diễn ra ở đây khá an toàn, không cảnh sát cũng chẳng súng ống gì cả. Mỗi người bán như chủ của một ngân hàng, nhưng thay vì giữ tiền trong két thì người ta bó tiền như trâu quả rồi bày la liệt trên sạp bán hàng. Hầu hết du khách đến Somaliland đều kéo qua đây và mua vài bó tiền về làm quà cho bạn bè. Người ta đi nước ngoài mang được 1-2 đồng tiền lưu niệm về đã là oách, còn đi Somaliland chắc là phát cả bao tải tiền về cũng được. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúng mình là tin tức mới và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!